Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lực lượng Công an Nhân dân với những hoạt động ấm áp nghĩa tình nhân 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Một đơn vị mũi nhọn trong đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc Công an quận Ngũ Hành Sơn. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đến dự và chỉ đạo hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng các lực lượng của Công an thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những nỗ lực của Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là việc thực hiện chương trình thành phố 4 an. Tại hội nghị, Công an thành phố Đà Nẵng vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đón nhận huân chương chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công an quận Thanh Khê, tặng bằng khen cho Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự và Đại úy Nguyễn Toàn Thắng, Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự. Sáng ngày 14 tháng 7, Tiểu ban An ninh Trật tự APEC 2017 tổ chức phiên họp thứ 3 tại thành phố Đà Nẵng. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tiến độ xây dựng các cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh y tế, tập trung thảo luận nội dung công tác trọng tâm của Tiểu ban An ninh Trật tự APEC 2017 từ nay đến thời điểm tổ chức sự kiện. Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên trong Tiểu ban An ninh Trật tự APEC 2017 thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho APEC 2017, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tối ngày 11 tháng 7, khối thi đua các lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức buổi tuyên truyền phát động bảo vệ chủ quyền biển đảo với chủ đề "Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo" tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Các đơn vị thuộc khối thi đua các lực lượng vũ trang thành phố đã đem đến cho nhân dân các tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, người lính, những ngư dân ngày đêm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng tại buổi tuyên truyền, các đơn vị thuộc khối thi đua đã tặng 30 suất quà và tiền trị giá 500.000 đồng mỗi suất cho các gia đình chính sách và hộ nghèo thuộc địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp tháng 7 đến, mỗi người dân đất Việt đều hướng về các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh trọn cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc. Bằng sự biết ơn và tri ân của lực lượng Công an Nhân dân hôm nay với bao thế hệ cha anh, đồng chí, đồng đội đi trước, đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Công an thành phố Đà Nẵng đã về thăm lại chiến trường khu 5, nơi có đặc khu ủy Quảng Đà và gặp lại những người con hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ cách mạng cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Di tích Ban An ninh khu 5 thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đường đi chưa bao giờ thôi khúc khuỷu, quanh co. Nhưng có khó khăn mấy thì cũng chẳng thấm vào đâu với bao gian khổ mà những thế hệ đi trước đã trải qua trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại đây, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác đã dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc cả tuổi thanh xuân của mình để chiến đấu, hy sinh vì hòa bình cho Tổ quốc. Tôi hết sức là bùi ngùi xúc động, nhớ về những đồng chí, đồng đội của mình một thời chiến đấu hết sức ác liệt, gian khổ hy sinh, chịu đói chịu khát để mà lăn lộn bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo khu ủy, lãnh đạo đặc khu ủy Quảng Đà để mà
phục vụ cho yêu cầu chỉ đạo công tác chiến đấu phía trước. Tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng và các gia đình chính sách tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng cho các thương bệnh binh nơi đây số tiền 100 triệu đồng. Công an tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng cũng trao tặng 20 triệu đồng, với mong muốn các thương bệnh binh sẽ vượt qua nỗi đau của quá khứ để sống, phát huy phẩm chất sáng ngời của bộ đội Cụ Hồ. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, mà đặc biệt là của Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo của Công an thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Công an Quảng Nam đã tới thăm, tặng quà, động viên, chia sẻ, ghi nhận những sự hy sinh mất mát. Tôi thấy đó là một vấn đề là vinh dự, tự hào mà không có liều thuốc nào bàn cả. Đến thăm hỏi, động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam càng khiến các thành viên của đoàn công tác không khỏi bùi ngùi xúc động. Chẳng những hy sinh trong chiến tranh mà ngay cả trong thời bình, với truyền thống của gia đình, nhiều cán bộ chiến sĩ công an hôm nay vẫn luôn sẵn sàng phục vụ, cứu giúp nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Với họ, đó là niềm vinh dự lớn lao. Trong thời gian tới, hãy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để con liệt sĩ, con thương binh cống hiến, phấn đấu trưởng thành và tiếp tục thường xuyên quan tâm tới những đối tượng chính sách, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, để qua đấy giáo dục truyền thống vẻ vang đặc biệt cho cán bộ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Thăm lại Ban An ninh khu 5, động viên tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn là cách Bộ Công an mong muốn thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng trong mỗi cán bộ chiến sĩ công an hôm nay, để rồi mai sau vững bước trên mọi mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Tiếp sau đây là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 12 tháng 7, qua công tác tuần tra kiểm soát, Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện xe khách biển kiểm soát 51B16814 do Nguyễn Hữu Thám, 38 tuổi, trú Hòa Vang điều khiển, đang vận chuyển 20 kiện hàng gồm quần áo, giày dép, phụ kiện điện thoại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ kèm theo. Hiện số hàng này được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận đã nhanh chóng vào cuộc và tiến hành truy xét nóng. Sau 1 giờ đồng hồ, công an quận Cẩm Lệ đã xác định được thủ phạm gây án gồm Nguyễn Thanh Thái, Nguyễn Văn Bình, 21 tuổi, cùng chú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và Nguyễn Tấn Hoài Đạt, 19 tuổi, chú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của 3 đối tượng, cơ quan công an tạm giữ 12 điện thoại di động, 3 xe máy hiệu Yamaha cùng nhiều vật chứng có liên quan khác. Trước thành tích xuất sắc này, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến động viên và khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Công an quận Cẩm Lệ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Ngô Xuân Lợi, 23 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 6 tháng 7, Lợi đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận Liên Chiểu để thuê phòng và massage thư giãn. Sau khi đã trả tiền dịch vụ, Lợi đổi ý và muốn đòi lại số tiền đã đưa nhưng không được đáp ứng. Ngày hôm sau, Lợi rủ thêm Huỳnh Văn Trà, 19 tuổi, cùng trú tại địa phương, cầm theo hai cây mã tấu đi đến nhà nghỉ chém vào đồ đạc và buộc chủ quán trả tiền. Qua công tác tuần tra, tổ tuần tra 8394 phường Bình Hiên, quận Hải Châu phát hiện có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách vi phạm luật giao thông đường bộ và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành đưa về cơ quan công an làm việc. Qua thử test, cả 6 đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 23 cùng trú quận Sơn Trà đều dương tính với ma túy. Thưa quý vị và các bạn, do tính chất đặc thù, hầu hết cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng luôn xác định sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Nhiều lần theo chân lực lượng cảnh sát hình sự phá án, chúng tôi hiểu rằng để có được cuộc sống bình yên, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ đã lặng thầm đổ mồ hôi, công sức, kể cả chấp nhận hy sinh. Phóng sự sau được thực hiện tại đội cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7. Một ngày giữa năm 2017,
Trực ban hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo về một vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Thông tin này ngay lập tức được chuyển đến lãnh đạo Công an quận và chỉ huy đội cảnh sát hình sự để triển khai lực lượng truy xét các đối tượng gây án. Chỉ sau vài giờ vào cuộc xác minh điều tra, hai nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên dần được lộ diện. Lường trước sự manh động và liều lĩnh của đối tượng cướp giật, các trinh sát hình sự đã lên phương án bắt giữ hết sức công phu, vừa tránh gây thương tích cho đồng đội, vừa đảm bảo an toàn cho người dân. Đây chỉ là một trong nhiều vụ án mà đội cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đấu tranh làm rõ. Điều tra cái án cướp giật thì cũng nói là đòi hỏi lực lượng trinh sát phải nhiệt tình, các đồng chí phải lăn lộn dưới địa bàn không quản ngày đêm, nhưng mà đặt cái niềm tin trên trước, đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn, quyết tâm là phải làm rõ. Đằng sau mỗi chuyên án, mỗi vụ án được khám phá thành công, người lính cảnh sát hình sự phải đổ biết bao mồ hôi, vượt qua bao khó khăn, thách thức, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng của mình. Trước tình hình hoạt động của tội phạm hình sự ngày càng diễn biến phức tạp, đã đặt ra cho lực lượng cảnh sát hình sự nhiều thách thức mới. Chúng tôi cũng đã có tập trung xây dựng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu này, nên thời gian vừa qua đã đem lại những hiệu quả rất là tích cực. Từ lâu, nơi đây được người dân cả nước và du khách quốc tế biết đến với thương hiệu điểm đến an toàn, phong cảnh hữu tình, người dân thân thiện, mến khách. Trong thành quả ấy, có sự đóng góp không nhỏ của biết bao thế hệ cảnh sát hình sự nói riêng và Công an quận Ngũ Hành Sơn nói chung trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đến đây, chuyên mục truyền hình An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.